Dốc lở là một bệnh nhiễm trùng da chủ yếu xảy ra ở trẻ em. Bệnh có biểu hiện là những nốt mụn đỏ, sau đó vỡ ra, rỉ nước trong một vài ngày và đóng vảy, thường xuất hiện ở vùng mặt, nhất là quanh mũi và miệng. Bệnh dốc có thương tổn căn bản là mụn nước, bóng nước, nhanh chóng thành mụn mủ, sau đó vỡ và khô đi, đóng mài và có màu vàng mật ong. Khi trẻ mắc bệnh dốc sẽ có những vết lở hồng ban ở mặt, chân, vân vân. Dù 20% số trẻ mắc bệnh dốc có khả năng tự lành trong 2 đến 6 tuần, nhưng đa số trường hợp còn lại, nếu không điều trị, bệnh có thể lan rộng và có các biến chứng như viêm mô tế bào, viêm mạch bạch huyết. Nguy hiểm hơn là có từ 2 đến 5% số bệnh nhân bị mắc bệnh dốc sẽ bị viêm cầu thận cấp. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Cảm Năng Sống Khỏe. Phương Hiếu tin chắc rằng những quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chương trình là những người luôn quan tâm đến sức khỏe của không chỉ bản thân mình mà còn của cả gia đình. Và thật vinh dự khi mà chương trình mang lại cho quý vị những thông tin về y tế rất cần thiết. Ngày hôm nay thì qua đoạn phóng sự đầu chương trình, chắc quý vị cũng đã biết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh gì. Vâng, một căn bệnh nghe khá lạ nhưng thật sự rất phổ biến, căn bệnh dốc lở. Và với căn bệnh này, một lần nữa Phương Hiếu mời quý vị cùng gặp gỡ lại gương mặt quen thuộc, bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, giảng viên khoa da liễu trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Hiếu xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hiếu, chào quý khán giả của chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe. Bác sĩ thân mến, có lẽ là cả Phương Hiếu, mặc dù là người miền Nam, mà nghe từ chốc lỡ nó cũng là lạ. Loét hay là bị lỡ loét thì nghe cũng quen, nhưng mà chốc lỡ thì thật sự mà ghé chốc thì có nghe. Vậy thì cụ thể căn bệnh chốc lỡ là một căn bệnh gì? Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn để khán giả được biết không ạ? Các bạn thân mến, bệnh chốc lỡ là một bệnh, một cái dạng đặc biệt của bệnh chốc. Bệnh chốc là một bệnh nhiễm trùng ở da gây ra do cái con liên cầu trùng. Tức là có những cái con vi khuẩn đó mà nó hình tròn thì mình gọi là cầu khuẩn hay là cầu trùng. Và những cái con vi khuẩn hình tròn này nó lại xếp với nhau thành một chuỗi. Thành ra đó là con liên cầu khuẩn, streptococcus. Thì bệnh chốc là một cái bệnh nhiễm trùng da do cái con streptococcus gây ra. Và bệnh chốc lở hay còn gọi là chốc loét là một dạng đặc biệt, một hình thái đặc biệt của bệnh chốc gây ra do đối tượng đó. Dạ, như vậy thì cái bệnh chốc lở này không biết là nó có những dạng như thế nào và cái dấu hiệu nào mình nhận biết. Cụ thể thì nhìn trên da thì làm sao mình biết đó là bệnh chốc lở thưa bác sĩ? Bệnh chốc lở thì cái diễn biến của nó đầu tiên nó có thể là nó nổi những cái mụn nước. Dạ. Những cái mụn nước đó nó sẽ từ trong nó nhanh chóng hóa đục và sau đó nó sẽ đóng một cái mài có thể trợt ra. Và cái vết trợt đó nếu mà nó chỉ mất cạn chút xíu thôi thì mình gọi là lở, nhưng mà nếu mà nó mất sâu vô có khả năng để thẹo thì gọi là loét. Và cái điểm đặc sắc của nó đó là sau khi mà cái mụn nước đó nó vỡ ra, tại vì cái giai đoạn nổi mụn nước mà vỡ ra đa phần là bệnh nhân ở nhà. Dạ. Khi nào mà thấy nó nổi cái gì kỳ quá, nó nặng hơn thì bệnh nhân mới đi tìm đến thầy thuốc thôi. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ thấy nó đóng một cái mài dày. Cái mài dày đó giống như là cái vỏ sò úp lên trên cái thương tổn đó. Dạ. Tức là và mình ở dưới đó là một vết loét. Khi cái mài nó rớt ra như vậy thì cái vết loét nó sâu và nó có thể là nếu mà chăm sóc không tốt nó sẽ ăn dần xuống cái mô bên dưới, người ta gọi là loét sâu quản. Nó loét sâu mà nó nhiều khi nó loét tới tận xương luôn thì trường hợp đó người ta gọi là loét sâu quản. Vâng. Như vậy thì nghe thì sợ, bắt đầu sợ rồi đây. Vậy thì với căn bệnh chốc lở này Phương Hiếu không biết là như bác sĩ chia sẻ nó có thể xuất hiện ở tất cả những bề mặt trên da mình hay là một vùng cụ thể nào hay không? Và đặc biệt là cái độ tuổi nào thì thường dễ mắc bệnh này thưa bác sĩ? Cái bệnh chốc thì thường xảy ra ở cái lứa tuổi nhỏ. Em còn nhỏ ở cái tuổi là thiếu niên, nhi đồng. Thì thương tổn nó hay ở cái vị trí đó là nó ở cái vùng mà cạnh mũi. Tại vì người ta thấy là ở cạnh mũi đó là cái chỗ mà nó dễ đào thải ra cái con liên cầu khuẩn mà nó có theo đường hô hấp. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có thể ở trên chi, ở tứ chi và một ít ở trên thân mình. Riêng cái bệnh chốc lở hay chốc loét thì thường hay gặp ở chi nhiều hơn. Tức là ở chi dưới, chi trên. Vâng, như vậy thì không biết là nghe bác sĩ nói như vậy thì Phương Hiếu có một thắc mắc là tại sao đối tượng là các em nhỏ, thiếu niên, nhi đồng thì dễ bị mắc hơn là người lớn vậy thưa bác sĩ? Là vì các em có hai lý do. Lý do thứ nhất là các em chạy chơi, các em không có vệ sinh da tốt giống như là người lớn. Ở người lớn mình thì mình không có tiếp xúc với lại bụi bặm đâu nhiều. Mình làm gì cũng sạch rồi mình rửa tay. Còn các em thì có thể chạy chơi rồi có những cái va chạm rồi làm cho xây xát ở da và làm cửa ngõ cho vi khuẩn nó vào. Cái thứ hai là ở lứa tuổi này là lứa tuổi dễ nhiễm khuẩn của đường hô hấp. Và cái chỗ cái lỗ mũi ra đó là cái chỗ mà cái ổ của những cái con vi khuẩn ở đường hô hấp nó thường hay có. Vâng, như vậy thì thường cái độ tuổi mà trẻ em thì khi mà mắc một căn bệnh nào đó nó rất là dễ lây sang các em nhỏ khác vì con nít hay chơi với nhau. Như vậy thì không biết căn bệnh chốc lở này nó có dễ lây hay không. Và nếu
Trong trường hợp nó dễ lây mà người lớn mà chăm sóc cho trẻ em, con mình bị chốc lở thì có dễ bị lây sang người lớn hay không thưa bác sĩ? Nó lây theo cái kiểu là tự lây. Ví dụ như là như thế này, tức là cái người đó có một cái ổ nhiễm trùng ở đó và không chăm sóc tốt làm cho ổ nhiễm trùng nó còn nó phát tán ra xa hơn, chứ nó không lây cho người này qua người kia theo cái kiểu mà bệnh truyền nhiễm đâu. Nghĩa là nó lây trên cơ thể của mình, nó tự lây qua vùng đúng khác. Đúng rồi, đúng rồi, chứ còn không có phải là một cái đứa bé đó bị là sẽ lây cho cả một thành một cái đại dịch chốc. Giống như là bị ghẻ ngứa hay là bị nhiễm cúm đâu. Và như vậy thì cái người chăm sóc chúng ta cũng không quan ngại gì lắm. Nghĩa là nó không lây truyền mà nó lây lan. Phải không? Nó lây lan vào vùng khác của cơ thể chứ không lây truyền người này sang người khác. Vậy thì cũng an tâm phần nào. Vâng thưa bác sĩ, như vậy thì khi mà trẻ em bị mắc căn bệnh này thì không biết là chúng ta phải làm như thế nào để cho nó không lây lan qua vùng khác và phát triển nặng hơn thưa bác sĩ? Chúng ta sẽ phát hiện sớm. Ví dụ khi mà thấy ở người bệnh có một cái nổi một cái mụn nước rồi chứa dịch đục rồi lở ra rồi đóng một cái mài thì lập tức chúng ta phải đi khám và chữa bệnh ngay, tránh tự bôi những cái thuốc cây cỏ hay là đắp lá cây rồi tự uống kháng sinh linh tinh vì nó có thể gây ra kháng thuốc. Thì khi mà mình điều trị đúng kết hợp với lại vệ sinh da tốt, sang thương sẽ đáp ứng nhanh và do đó thì cái bệnh nó sẽ tự giới hạn lại. Nghe bác sĩ nói thì thật sự khi mà đối với chúng ta chẳng hạn ở nhà mà bị căn bệnh gì đó mà để đi đến bác sĩ thì là một quãng đường, cái chặng đường nó khá là dài. Thường thì khán giả của chương trình cũng rất là mong chương trình tư vấn giùm làm sao với những căn bệnh thường gặp như thế này thì làm cách nào để giải quyết được ngay tại nhà trước rồi hãy đến bác sĩ. Thì không biết là với căn bệnh cụ thể là chốc lở này thì có phương pháp nào để chúng ta trị liền ngay tại nhà trước không, rồi sau đó nếu mà chuyển quá nặng thì chúng ta mới đi đến bác sĩ? Ở tại nhà các bạn cũng có thể làm một cái việc làm như vậy mà làm tốt hơn cho bệnh mà không có ảnh hưởng tiến triển bệnh nặng hơn. Cụ thể là ví dụ như là chúng ta sẽ là lấy thuốc tím pha loãng, án chừng cái nồng độ nó là 1/10.000. Làm sao để nhận biết được nồng độ đó là khi mà cái nước tím của các bạn nó sẽ ra cái màu hồng cánh sen thật nhạt. Giống như tờ giấy 50.000 đó, nó giống như là nước hoa hồng vậy đó. Thì nếu mà cái vùng nào bị chốc thì chúng ta sẽ dùng gạt hay là gòn thấm cái thuốc tím đó, thuốc tím đã được pha loãng đó và đắp lên trên cái vùng da bị thương tổn, một ngày đắp 2 lần, mỗi lần đắp khoảng 5 phút, sau đó thì xả với nước sạch. Rồi chúng ta nếu trong trường hợp thương tổn rỉ dịch, chúng ta có thể mua cái chai thuốc có cái màu xanh methylene, chúng ta chấm lên thì như vậy nó sẽ làm cho cái dịch chất nó khô lại và đó là một cái cách chăm sóc tích cực. Tuy nhiên các bạn ơi, nó cũng có một cái đó là nếu trong trường hợp cái chốc của các bạn hoặc là của cái người đó mà gây ra sốt nè, rồi đi kèm với nổi hạch thì việc đi đến bác sĩ là một cái việc rất là quan trọng. Là vì nếu mà các bạn xử lý chậm trễ có thể dẫn đến một số những cái biến chứng nguy hiểm. Và thưa bác sĩ, lúc nãy thì bác sĩ có nói với căn bệnh này nếu mà chúng ta không chăm sóc kỹ thì nó sẽ ăn sâu xuống thịt phải không ạ? Vậy thì nếu mà chữa lành chắc chắn để lại sẹo. Và nếu để lại sẹo thì không biết là chúng ta có cách nào để mà làm mờ vết sẹo đó hay không? Vì về mặt thẩm mỹ thì thực sự nó không được đẹp lắm phải không ạ? Cái sẹo đó nếu mà trong trường hợp cái chốc loét nó để lại hay là chốc lở nó để lại một cái vết loét sâu thì cái khả năng sẹo sẽ là xảy đến. Sẹo đó có thể là một cái sẹo trắng cứng hoặc là cũng có thể là một cái sẹo thâm. Thì tùy theo cái quá trình lành sẹo đó sau khi nó kết thúc rồi, các bác sĩ sẽ nhìn qua cái sẹo để mà cho một cái hướng giải quyết cụ thể. Tức là cái vị trí sẹo, rồi cái đặc điểm sẹo đó cứng, mềm, lồi, không lồi hay là lõm, rồi thay đổi màu sắc hay là thay đổi về mặt tổ chức để có thể là cho các bạn một cái tư vấn làm như thế nào để cải thiện sẹo theo cái chiều hướng là tích cực nhất. Còn bây giờ phòng bệnh hơn chữa bệnh thì các bạn chữa bệnh sớm thì cái nguy cơ có sẹo sẽ không xảy ra. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và ngày hôm nay thì với căn bệnh chốc lở, chương trình cũng đã nhận được những câu hỏi từ phía quý khán giả. Sau đây là một câu hỏi từ đoạn video clip, Phương Hiếu mời bác sĩ cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, em có đọc trên báo và thấy thông tin là nếu người lớn bị lở miệng khi chăm sóc và hôn trẻ sẽ có nguy cơ làm bệnh lây lan và tái phát. Em băn khoăn là điều đó không biết có đúng hay không, bác sĩ có thể giải thích cho em biết được không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin mời bác sĩ cùng tư vấn cho vị khán giả này. Bạn thân mến, có một số bệnh mà người ta kêu là không được hôn trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, ví dụ như là bệnh herpes hay là có những cái nhiễm trùng gì đó ở răng miệng, là vì khi mình hôn như vậy đó, nếu mà mình chỉ hôn hời hợt ở bên ngoài thôi, cái tiếp xúc da da cũng có thể gây ra một số bệnh, hoặc là tiếp xúc niêm mạc hay da niêm mạc cũng có thể gây ra phát tán một số mầm bệnh. Tuy nhiên thì là cũng không có nhất thiết rằng mọi bệnh đều phải lây như vậy cả. Chúng ta sẽ cố gắng là nếu mà mình có một cái ổ nhiễm trùng răng miệng
hay là đang có một cái bệnh gì đó ở cái khu vực, cái vùng da trên mặt mình, thì mình tránh hôn các trẻ là vì sức đề kháng của các cháu nó kém. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ rất nhiều. Và sau đây nữa là câu hỏi từ tổng đài quen thuộc của chương trình mà khán giả đã gọi về. Thưa bác sĩ, con em năm nay 2 tuổi, cách đây 3 tuần ở chân cháu xuất hiện một vết loét như bị bỏng. Em cứ nghĩ là do muỗi đốt, cháu gãi nên bị chỉ bôi thuốc mỡ thông thường. Nhưng thời gian sau bé bị càng nhiều nốt hơn. Em có cho cháu vào bệnh viện khám thì bác sĩ bảo là cháu bị chốc lở và kê cho cháu một loại thuốc màu đỏ, một tiếp thuốc mỡ để bôi và 50 viên sắt uống mỗi viên một ngày. Cháu bôi và uống được một tuần thì có giảm bớt, nhưng mới đây cháu đi học về em lại thấy thêm nhiều vết loét ở chân và trên đầu. Em lo quá không biết là có nên cho cháu đi khám lại không và làm cách nào để chữa khỏi hẳn cho cháu. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Vâng, xin mời bác sĩ tư vấn cho vị khán giả này. Bạn thân mến, rất là quan tâm câu hỏi của bạn. Và tuy nhiên là do khi mà cháu nó lan ra thêm những cái thương tổn trên đầu, trên tay, thì bác sĩ không có được biết là thương tổn đó nó như thế nào. Tại vì bác sĩ bên da đó sẽ chẩn đoán và điều trị dựa vào những cái hình ảnh ở trên da. Ví dụ như cái bị bệnh ở trên đầu nhưng mà nó phải là cái gì, nó là mụn nước, nó là đóng mài, nó hình thù nó như thế nào, phân bố nó ra làm sao để có một cái hướng dẫn cụ thể. Còn bây giờ là bạn nên nhanh chóng cho cháu đi khám tại các phòng khám có chuyên khoa da hoặc là bệnh viện da liễu. Tạm thời bạn có thể ngâm đắp thương tổn với dung dịch thuốc tím pha loãng 1/10.000, tức là ra cái màu hồng giống như là màu cánh sen, và vẫn bôi tiếp tục cái chai thuốc màu đỏ mà bác sĩ đã cho. Riêng về thuốc mỡ thì chúng ta sẽ tạm ngưng lại, đợi cái chẩn đoán cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn cụ thể từ cái người bác sĩ khám trực tiếp cho cháu. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ. Và nếu vị khán giả vừa rồi muốn bác sĩ chẩn đoán kỹ hơn thì cũng có thể dễ dàng chụp lại những thương tổn và gửi về cho chương trình, thì chúng tôi lại sẵn sàng tư vấn cho quý vị nhé. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ rất nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng để khép lại chương trình ngày hôm nay, thì không biết là với căn bệnh chốc lở thì chúng ta có phương pháp điều trị như thế nào, và không biết là kết hợp chế độ dinh dưỡng thì có cần thiết hay không, và chúng ta phải làm theo yêu cầu như thế nào, thưa bác sĩ, xin mời. Các bạn thân mến, bệnh chốc lở là một bệnh nhiễm trùng ngoài da. Thì để mà dẫn đến một cái tình trạng chốc mà lở loét ra như vậy thì cái sức đề kháng của người bệnh phải là kém. Thì do đó thì trong điều trị chúng ta sẽ có hai cái ý. Cái ý thứ nhất, điều trị tại chỗ thì bạn nên vệ sinh cái vùng da bị bệnh bằng dung dịch thuốc tím pha loãng 1/10.000. Rồi sau đó sẽ bôi những cái dung dịch màu lên trên những cái vùng thương tổn mà đã đang bị lở loét. Điều thứ hai, về toàn thân thì các bạn sẽ uống một số kháng sinh phổ rộng để mà nó có thể giết được cái con liên cầu khuẩn. Thì những cái kháng sinh đó thuộc vô cái nhóm thế hệ là cái thuốc ví dụ như là cephalosporin. Tuy nhiên, cái việc dùng kháng sinh phải theo cái hướng dẫn của bác sĩ hoặc là dược sĩ. Và chúng ta cũng có thể bôi một số kháng sinh nếu mà trong trường hợp có thương tổn nó đã khô hơn. Còn thương tổn đang rỉ dịch thì thuốc bôi nên chọn là cái dung dịch nước. Có thể uống thêm một số thuốc ví dụ giảm đau, hạ sốt nếu mà bệnh nhân có những triệu chứng đó. Và uống thêm vitamin C và một cái chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là chú ý ăn nhiều đạm, nhiều rau, giảm bớt bột, giảm bớt ngọt. Yeah. Thì như vậy thì là sang thương của các bạn sẽ nhanh chóng, nó được mau lành hơn bạn nha. Xin cảm ơn những lời tư vấn và chia sẻ hết sức thiết thực từ bác sĩ Võ Thị Bạch Sương. Và Phương Hiếu hy vọng rằng quý vị khán giả ngay bây giờ hãy bổ sung ngay vào sổ tay y tế của cả gia đình những kiến thức mà bác sĩ vừa mang lại để chúng ta có thể dễ dàng phòng và tránh căn bệnh chốc lở, quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Phương Hiếu hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong khung giờ này của chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.